Đi Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Jamie Ploy Và hiện tại thì mình đang làm Youtube dạy tiếng Thái cho tất cả mọi người Đặc biệt là những bạn yêu thích và muốn học tiếng Thái Ngoài ra thì mình có mở lớp học tiếng Thái online Nên là nếu các bạn quan tâm và muốn học, nghe, nói, đọc, viết Cũng như là học giao tiếp một cách hiệu quả Thì có thể nhắn tin cho mình Mình có để thông tin cá nhân của mình ở dưới phần mô tả của video này nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm video học tiếng Thái qua sách tiếng Thái lớp 1 quyển thứ hai hay là tập 2 và video này là video thứ 27 chúng ta sẽ học sang bài mới là bột thi xịp cao bột thi xịp cao bột thi xịp cao là bài 19 xịp cao là 19 àn ma kền ma àn ma kền ma mình có một vài từ mới sau từ đầu tiên đọc là dạ nảm da Xạ nảm da yeah. สนามละซึนย้าละเกาะสนามหญ้าก็งมยะึงซึ่เกาะอ่านอ่านก็หมายถึงอ่านค4ข้อต่อเขาไม่อยากมาโรงเรียนเขาไม่อยากมาโรงเรียนเขาไอ้เขาหมวนเดินเชิงนักเรียนเล่นสนุกสนานนักเรียนเล่นสนุกสนาน 학생ช่วยดูวุ่แหวกเดชาขอบใจกล้ากับจอมเดชาขอบใจกล้ากับจอมเดชากอเอินกล้าว่าจอม mình có từ khọp chay nếu mà bình thường mình sẽ học là từ khọp khôn, đúng không thì khọp khôn có thể nói cảm ơn với tất cả mọi người nhưng mà từ khọp chay mình có thể nói cảm ơn những người cùng tuổi ví dụ như là bạn bè hay là những người nhỏ tuổi hơn là các em của mình thì sẽ dùng từ khọp chay này Để cha an nặng sự kềnh mát Để cha an nặng sự kềnh Đê Cha đọc sách rất là giỏi Ok, bây giờ mình sẽ vào bài đọc chính của ngày hôm nay Có tên là Ản à, Mạc Kềnh Mạc Ản à, Mạc Kền Mạc Đê Cha bên nắc riêng mày Đê Cha bên nắc mày Đê Cha là học sinh mới Khẩu giái mà chạc rồng riêng ưn Khẩu giái mà chạc rồng riêng ưn ตื่อย้ายก็งี้งละเฉ่อนโรงเรียนอื่นก็งี้ละเชิงคักเดชาอ่านหนังสือไม่ค่อยได้เดชาอ่านหนังสือ,สไ,มอ,อไม่ค่อยได้อ่านหนังสือก็งี้ละดับสักไม่ค่อยก็งี้ละคงเดือกล้ําไม่ค่อยได้คงเดือกล้เขาจึงไม่อยากมาโรงเรียนและไม่อยากเล่นกับใคร khẩu chừng may yạc mà rồng riền lẽ may lên cặp khay. ở đây mình có cái từ chừng này chừng nó giống như cái liên từ nên trong tiếng việt của mình ấy thì cái từ chừng này nó sẽ đứng sau một cái chủ ngữ ở đây thì thảo chừng có nghĩa là nên cậu ấy thảo chừng may mà rồng điền không muốn đến trường học và không ้อ ố n c h ท i ่ ớ i เ i ไม้เมื่อถึงเวลาพักกลางวันเมื่อถึงเวลาพักกลางวันพักก็หยงนเื่ยถึเมื่อถงเลาลงนเมื่อเลาักกลานพักมากรันเมเาัเื่ักกลานพายกันไมเลานักนเกสนานพีากั่สนามานักเรียนพากันไปเล่นสนุกสนานทีนา,นา่นนานนส,น,สนามหญ้นาน Tha có nghĩa là đưa hay dẫn nhau Tha căn dẫn nhau đi Sạn nục sạn nản có nghĩa là vui vẻ Sạn nạm da có nghĩa là dân cọ Tè đê cha may dòm bày lên cặp phương Tè đê cha may dòm bày lên cặp phương Tè có nghĩa là nhưng Dòm có nghĩa là chịu à, May dòm có nghĩa là không chịu Mai yong bay không chịu đi vui chơi với bạn Khảo năng dù trời trời thi tố này hong riền Khảo năng dù trời trời thi tố này hong riền Năng có nghĩa là ngồi Ngồi ở, ngồi yên, ngồi không làm gì ấy Thì sẽ là năng dù trời trời Tố có nghĩa là bàn Này hong riền trong lớp học กล้ากับจอมเห็นเดชานั่งอยู่ก็เข้าไปหากล้ากับจอมเห็นเดชานั่งอยู่ก็เข้าไปหากล้าวะจอมถิเห็นก็อย่างนี้ละถิเนี่ยนั่งอยู่งยุยก็เข้าไปเข้าไปก็อย่างี้ละดีวาวหาก็อย่างนี้ละเติมเกียมกล้าถามว่า ทําไมเธอไม่ไปเล่นกับเพื่อนกล้าถามว่ากล้าหอยจังทําไมเธอไม่ไปเล่นกับเพื่อนทําไมก็มล้วแต่เจ้าแต่เจ้าเกิดไม่ได้เชิญไว้กับบ้เดชาพูดว่าเดชาน้อยจังเดชาพูดว่าฉันก็อยากไปเล่นแต่ฉันอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ ฉันก็อยากไปเล่นแต่ฉันอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ต ô i tôi cũng muốn đi ơi, c h ชย nhưng k ม ô ต g đọc s ดับแท được lắm หนังสือเรื่องใหม่ที่ครูให้อ่านยากมากหนังสือเรื่องใหม่ที่ครูให้อ่านยากมากหนังสือกองมายและวเรื่องใหม่ก็หมายและ c เ u c h u y เ n ื่อ Bài mới Mà cô có nghĩa là thầy cô dạy dạy từ mẫu giáo cho đến cấp 3 sẽ là cô hay ảnh cho đọc giác mạc rất là khó Chẳng chẳng ảnh nặng sự rương mày Chẳng chẳng ảnh năng sự rương mày Tôi sẽ đọc bài mới Kla Phút Hoa Kla Hoa Kla nói rằng Tha thờ an nặng sử may khói đai Tha thờ an nặng sự may khói đai Tha có nghĩa là nếu Nếu mà bạn không đọc sách được được lắm Chẳng cặp tròm chả chui thờ Chẳng cặp tròm chả chui thờ Tôi và tròm sẽ giúp cậu Tớ và tròm sẽ giúp cậu Tè thờ Tè có hay đuôi Tè nghĩa là nhưng nhưng mà cậu cũng phải đọc sách nhiều rất nhiều nữa Đê cha đi <laughs> chay lẽ cặp tròmêrà đi cặp tròm. เดชาวุ่ยมึงว่าขอบใจกาเอินกล้าวาจอมกล้ากับจอมจึงช่วยสอนเดชาให้อ่านหนังสือกล้ากับจอมจึงช่วยสอนเดชาให้อ่านหนังสือเมื่อเดชาอ่านหนังสือมากๆเมื่อเดชาอ่านหนังสือมากๆขี้มาเดชาดับ Đề Cha có ản đai kền có đai Thì đề cũng đọc được giỏi Mưa thưởng về là khu Mưa thưởng về Khi mà đến giờ thầy dạy đọc Đề trà có ản đi. đi Thì đề cũng đọc được tốt cô chưng chôm qua day cha àn nhàng sử keng mát cô chưng chôm qua day cha àn nặng sử keng mát cô chưng đó cái từ chừng này sẽ đằng sau một cái dạy một cái chủ ngữ là cô ở đây này nên là thầy khen rằng day cha đọc sách rất là giỏi day cha đi chạy thì cô chôm เขาอ่านหนังสือเก่งเดชาดีใจที่ครูชมว่าเขาอ่านหนังสือเก่งเดชาวุ้มึงขี่มาไทยแเค้น r ังเกะะ่า ấy đọc sách rất là giỏi เขาจึงเคาะชอบอ่านหนังสือและเล่นสนุกกับเพื่อนเพื่อนเขาจึงชอบอ่านหนังสือและเล่นสนุกกับเพื่อนเพื่อนเน้นละเก่า ấy เหมยทิกดับสัก và c เชยดัว v ุ i ยแห ù n ก với các b ạ บ้านเขารักครูเขารักเพื่อนและอยากมาโรงเรียนทุกวันเขารักครูเขารักครูกับไอเอียวไทยโกเนเขารักเพื่อนเขารักเพื่อนกับไอเอียวบัตเบและอยากมาโรงเรียนทุกวันและอยากมาโรงเรียนทุกวันว่ามวนเด้งเชิง Mỗi ngày. Thúc quần có nghĩa là hàng ngày hay là mỗi ngày. Và bây giờ mình sẽ đọc lại cái bài đọc này nhé. Bài đọc. An mát kềnh mát. Đê cha bên nắc riêng mày. Khảo giái <laughs> mà chạc rồng riêng ươn. Đê cha an nặng sự mây khói đai. Khảo trừng mây giạc mà rồng riêng lẽ. ไม่อยากเล่นกับใครเมื่อถึงเวลาพักกลางวันนักเรียนพากันไปเล่นสนุกสนานที่สนามหญ้าแต่เดชาไม่ยอมไปเล่นกับเพื่อนเขานั่งอยู่เฉยๆที่โต๊ะในห้องเรียนกล้ากับจอมเห็นเดชานั่งอยู่ก็เข้าไปหากล้าถามว่า ทำไมเธอไม่ไปเล่นกับเพื่อนเดชาพูดว่าฉันก็อยากไปเล่นแต่ฉันอ่านหนังสือไม่ค่อยหนังสือเรื่องใหม่ที่ครูให้อ่านยากมากฉันจะอ่านหนังสือเรื่องใหม่กล้าพูดว่าถ้าเธออ่านหนังสือไม่ค่อยได้ฉันกับจอมจะช่วยเธอ แต่เธอก็ต้องอ่านหนังสือให้มากๆด้วยเดชาดีใจและขอบใจกล้ากับจอมกล้ากับจอมจึงช่วยสอนเดชาให้อ่านหนังสือเมื่อเดชาอ่านหนังสือมากๆเดชาก็อ่านได้เก่งเมื่อถึงเวลาครูสอนอ่านเดชาก็อ่านได้ดีครูจึงชมว่า เดชาอ่านหนังสือเก่งมากเดชาดีใจที่ครูชมว่าเขาอ่านหนังสือเก่งเขาจึงชอบอ่านหนังสือและเล่นสนุกกับเพื่อนๆเขารักครูเขารักเพื่อนและอยากมาโรงเรียนทุกวันและ bây giờ m ì n ง sẽ tổng hợp l ạ าย ấ t, t cả những từ vựng mới v à า trong bài đọc ngày hôm nay nhé thì bài đọc ngày hôm nay có khá là ít từ vựng mới Có từ đầu tiên đó là từ kền 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 có nghĩa là giỏi Khoi Khoi Mình có thêm từ da có nghĩa là khó May khoi da có nghĩa là không khó lắm Tiếp theo từ này đọc là giái Giái có nghĩa là chuyển Giống như là trong bài đọc thì là chuyển trường Giái

xạ nạm, ya yeah, có nghĩa là sân cỏ xạ nục xạ nản xạ nục xạ nản là vui vẻ. Đó. Như vậy là chúng mình đã đọc qua bài đọc ngày hôm nay rồi và hy vọng là những video mình làm ra sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình tự học tiếng thái và nếu như các bạn thích những video như thế này thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh youtube của jemmy Poi để cập nhật thêm những video mới hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. สวัสดีค่ะ